chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Hôm nay là Sài Gòn đang cách ly ngày thứ 7 các bạn. Ở nhà mua bán online cho anh em trong thời mùa dịch nha. Thì anh em có nhu cầu mua bất kỳ món nào bên shop mình cũng đều có hết nha các bạn. Ở nhà cứ chuyển khoản là hàng ship bưu điện giao tận nhà cho anh em nha. Đây giới thiệu cho anh em hai cái món. Đó là hai cái nắp xăng 67 và bộ câm dành cho anh em gắn xe cúp CD 67 cầm bắp chuối. Đây mình sẽ so hai cái. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại cho màn hình giúp mình nha. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Nắp xăng đây là nắp xăng zin 67. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là đẹp anh em. Siêu đẹp nha các bạn. Lắng o luôn. Một cái, hai cái. Đó, không có một tí chì xước nào luôn anh em. Đó, dành cho anh em nào lên xe 67 nha. Đó. Hai cái nắp xăng. Hai cái hai là bộ câm. Câm bắp chuối đã lên chì. Câm thì chúng ta sẽ có xe cúp CD 67 là xài chung câm nha anh em. Chung chân, chung chiều dài đều là câm bắp chuối hết. Đấy, đây, câm sao nè. Anh em thấy nhìn câm sao nó bắp chuối nè. Đó. Và bộ câm này đang rất là đẹp nha anh em. Bộ đầu nè. Đó, đầu không có bị sét nha. Đó. Mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi các bạn. Đó, nhúng dầu rửa sạch sẽ. Và còn một bộ này rất là đẹp. Đó, nó ngã chì rất là đẹp nè. Đó, thấy chưa? Đây là câm sao. Câm sao nó có bắp chuối, anh em thấy nó có cái khớp chuối nè. Rất là đẹp, đầu câm rất là đẹp nha. Này bắt vô xe là bá cháy vô chét luôn nè. Đó, cây nào cái nấy xanh lại. Đầu câm vẫn còn đẹp nha. Rồi. Đó. Rất đẹp nha các bạn. Lên này lên xe 67 là bao chắc luôn, lên xe cúp cũng bao chắc luôn. Đây là câm trước. Đó, anh em nhìn. Rất là đẹp. Có những cây nó vẫn còn sáng các bạn. Do điện thoại mình nó hơi yếu chứ bên ngoài nhìn đẹp đó các bạn. Đó. Anh em là có Zalo nhắn Zalo mình chụp hình cho anh em coi rất là đẹp luôn nha. Trên điện thoại cho mình thấy hơi tối chắc do mình quay phim ở trong nhà. Không dám ra đường quay phim luôn anh em. Ra đường sợ con sợ chị cô Vi thấy đẹp trai và yêu là chết luôn á. Đó. Còn bộ câm với hai cái nắp xăng dành cho anh em gắn xe cúp với 67 CD rồi nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại cho mình giúp mình. Phương thức mua hàng thì nhớ anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp CD 67 luôn nha.